Xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách. Trong những năm gần đây thì có rất là nhiều những bộ môn thể thao được ưa chuộng. Tuy nhiên thì yoga luôn là một bộ môn mà được rất là nhiều mà quý vị khán giả ưa thích. Không chỉ là đối với những người lớn tuổi mà hiện giờ thì những bạn trẻ cũng đã bắt đầu tập tành bộ môn yoga rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ môn yoga bay. Nghe thì rất là lạ đúng không nào? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời ngày hôm nay nhé. Xin giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay, huấn luyện viên yoga Thảo Lê ạ. Xin chào quý vị khán giả, mình là Thảo Lê, hiện mình đang là giáo viên dạy yoga bay. Hôm nay rất vui được gặp mọi người ở đây. Vâng ạ. Như em được biết về yoga thì em chỉ nghe một câu nói rất là nổi tiếng thôi. Đó là yoga thì không có một cái ngôn từ nào để có thể diễn tả được, mà phải trải nghiệm thì mới hiểu hết được giá trị của nó. Chị có thể chia sẻ về câu nói này không? Thật ra thì là nếu như mà nói yoga ấy, yoga sẽ mang đến một lợi ích cho mọi người. Đấy là yoga sẽ giúp mọi người có thể giải tỏa được hết căng thẳng, mệt mỏi nhờ cái về những cái bài tập. Và có thể nói thì yoga đó là một ánh sáng. Thì khi mà đã thắp sáng lên rồi thì sẽ không bao giờ tắt. Và khi mà càng thực hiện tốt yoga thì cái ngọn lửa đấy nó càng sáng hơn. Và mình phải tập và trải nghiệm thì mình mới có thể cảm nhận được. Tức là mình phải trải nghiệm thì mình mới nhìn được rõ cái giá trị của nó, thay vì việc là mình nghe người khác nói đúng không ạ? Yoga thì em biết là có rất là nhiều những cái loại hình yoga, nhưng mà gần đây em có thấy mọi người bắt đầu tập một cái loại hình yoga là yoga bay. Chị có thể chia sẻ là yoga bay là gì cho tất cả quý vị khán giả được biết không ạ? Yoga bay thì hay còn gọi đó là aerial yoga. Thì mọi người có thể hiểu theo một cách đơn giản, đấy là yoga bay nó là sự kết hợp của những cái động tác từ cái yoga truyền thống và áp dụng với một số bài tập Pilates cùng với sự hỗ trợ của cái sợi dây võng đó, thì khi người tập sẽ lơ lửng và treo ở trên không trung, thì đấy gọi là yoga bay, hay còn gọi là yoga không trọng lực, yoga trên dây. Tức là yoga đó mình sẽ tập ở trên dây, trên không trung, trên một cái dây đúng không ạ? Đó là cái điểm khác nhau em nghĩ là cơ bản giữa yoga thường và yoga dây. Nhưng mà còn những cái điểm khác nhau nào nữa không? Chị có thể chia sẻ giữa yoga truyền thống và yoga bay. Giữa yoga truyền thống và yoga bay thì có một điểm khác nhau, đấy là với cái yoga truyền thống thì người tập sẽ không đòi hỏi về không gian tập. Nếu như những người mà không có thời gian để thu xếp đi đến phòng tập được thì người tập bài tập yoga truyền thống có thể tự dành ra 10 đến 20 phút gì đấy để mình tự tập ở nhà, thì đấy là một điều rất là thú vị. Và yoga truyền thống thì có một vài nhược điểm, đấy là những cái bài tập và những cái tư thế khó thì với những cái người mới đầu mới bắt đầu tập sẽ không thực hiện được, và yêu cầu cái thời gian tập phải có một thời gian tập nhất định thì người ta mới có thể thực hiện được cái tư thế đấy. Và nhược điểm tiếp theo của yoga truyền thống nữa, đấy là đối với những người mà bị có vấn đề về xương khớp hay cột sống thì sẽ bị hạn chế một số bài tập, không thể tập được. Và ngược lại với cả yoga bay thì yoga bay đã khắc phục được những cái nhược điểm đấy. Thì yoga bay sẽ có cái sợi dây hỗ trợ thì sẽ giúp người mới nhập môn, người mới nhập môn có thể tập được những cái tư thế khó đấy. Ví dụ như tư thế trồng chuối, thì với yoga truyền thống người tập phải là ở mức độ nâng cao thì mới có thể thực hiện được. Và khắc phục được một nhược điểm nữa, tên là yoga bay, thì khi mà những người mà có cái vấn đề về xương khớp, cuộc sống, thì khi mà tập được cái việc mà được treo lơ lửng trên không trung thì nó sẽ giảm bớt cái sức ép của mặt sàn. Thì sẽ đỡ được cái áp lực lên cái phần cuộc sống của người và có cái ưu điểm về phần đấy, thì sau thời gian tập sẽ cảm thấy khắc phục được cái những cái nhược điểm đấy. Như em là một người mà chưa biết quá nhiều về yoga ấy, thì khi mà em nghe chị chia sẻ thôi thì em đã thấy là nó rất là đặc biệt. Yoga bay là mình đã có cảm giác rất là thích khi ở trên không trung rồi, xong rồi mình còn có thể cải thiện được rất là nhiều tư thế mà mình không thể làm được khi mình tập yoga truyền thống. Nhưng mà về lợi ích thì sao ạ? Lợi ích của yoga truyền thống và yoga bay nó có khác nhau nhiều không? Với những cái lợi ích của yoga truyền thống thì đều mang những lợi ích như nhau, cũng đều mang lại cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn minh mẫn, một tinh thần thư thái. Nhưng mà sẽ có khác biệt một chút đối với cái yoga bay, thì mình cũng vừa mới chia sẻ đấy, là yoga bay sẽ giúp giảm áp lực lên xương sống mà yoga truyền thống không làm được cái điều đấy. Tại vì khi tập ở dưới thảm thì cái sức đè, sức nén của trọng lực của mặt sàn, mặt đất nó sẽ đè cái, nó sẽ hút mình xuống cái lực trái đất ấy, thì sẽ làm cho những cái người mà có cái vấn đề về xương khớp tập cái đấy sẽ rất là khó chịu về những cái phần, về cái phần mà người ta đang bị ảnh hưởng đấy, người ta đang bị đè lên, đè nén lên, thì yoga bay nó sẽ giảm bớt cái sức lực đấy. Vâng, tức là nó đều có tác dụng giống nhau là giảm stress, giảm căng thẳng và vẫn giúp cơ thể của chúng ta đẹp hơn mỗi ngày. Tuy nhiên thì yoga bay nó khắc phục được một vài cái khuyết điểm mà yoga truyền thống đôi khi là cái rào ngăn cản giữa rất là nhiều người muốn đến với yoga đúng không ạ?
Có rất là nhiều ý kiến cho rằng là yoga bay nó như một nghệ thuật cân bằng. Thì không biết là chị nghĩ sao về điều này? Thì ra về là khi mà mình tập yoga bay ấy, thì sẽ giúp cho cái sự chuyển động của mình được nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn, thì giúp cho người tập sẽ có cái khả năng thăng bằng hơn và giúp người tập có thể tự cân bằng được cái cuộc sống của mình. Dạ vâng ạ. Có lẽ là chúng ta nói chuyện khá là nhiều nhưng mà không còn gì dễ dàng hơn để chúng ta có thể mường tượng rõ ràng nhất về yoga bay, thì chúng ta sẽ cùng xem một đoạn clip ngay sau đây. Xin chào quý vị khán giả, mình là Thảo Lê. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những động tác cơ bản dành cho người mới bắt đầu của bộ môn yoga bay. Thì cùng trải nghiệm với mình hôm nay là chị Thương Nguyễn. Và bài tập này sẽ giúp cho cải thiện hệ tuần hoàn máu não, giúp cho người tập có khả năng được kiên nhẫn hơn, thư giãn hơn, và sẽ giúp gia tăng cho hệ miễn dịch cơ thể. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt, chính là nhân vật xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi, bạn Thương Nguyễn ạ. Xin chào Mai Phương, xin chào khán giả. Mình là Thương Nguyễn, mình là chuyên gia phương xăm thẩm mỹ. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chị vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Như trong đoạn clip thì em có thể thấy là chị không phải làm công việc thường ngày của chị là làm thẩm mỹ, mà chị lại tập yoga bay. Không biết là chị tập bộ môn này được bao lâu rồi ạ? Mình tập yoga bay khoảng 1 tháng. Một tháng mà được như vậy ạ? Dạ vâng. Chị tập thì cái giai đoạn đầu nó có khó khăn nhiều không chị? Thực ra đối với mình là người ít tập thể dục, và đối với yoga bay ấy, mình thấy thời gian đầu mình tập thì nó khá là khó. Tại vì là trước mình cũng đã có tập qua yoga thảm rồi, nhưng mà vì không có thời gian, với lại là yoga thảm nó khá là nặng. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang yoga bay thì mình thấy thay đổi rất là nhiều. Tại vì là khi mình tập trên dây ấy, nó sẽ giảm được cái áp lực cơ thể của mình, cảm thấy nó rất là thoải mái. Vâng ạ, nhưng mà 1 tháng thì mình đã tập được như thế rồi thì rõ ràng là đối với chị thì đâu có khó đâu ạ. Chị bao lâu thì chị tập được như thế ạ? Mình cứ tập liên tục, cứ cách một ngày mình sẽ tập một buổi, để cho cái thời gian cơ thể mình được thoải mái và được tiếp xúc với yoga, gọi là dần dần, chứ không, mình không có thể là ngày nào mình cũng tập được. Tại vì là khi mà mình tập yoga dây ấy, nó sẽ yêu cầu thể lực rất là nhiều, thì trong thời gian đầu thì mình sẽ tăng cái số buổi tập dần lên thôi, chứ không tập thường xuyên. Chị Thảo Lê có phải là cô giáo của chị không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bạn Thảo là hướng dẫn cho mình từ buổi đầu tiên để có thể lên được dây, và cho hướng dẫn cho mình để làm thế nào để tăng thể lực của cơ thể để tập những bài sau không bị quá là mệt mỏi. Vâng ạ. Như em thấy thì cái bộ môn này đòi hỏi chúng ta phải không sợ độ cao ấy. Như em là một người rất là sợ độ cao này, thì em có tập được bộ môn này không ạ? Đầu tiên là mình đến tập thì mình sẽ làm quen dần với cả chiếc võng. Và khi mà thật sự nói khó thì cũng không khó, tại vì khi mà mình tập như thế thì sẽ giúp cho mình có thể có giảm bớt cái khả năng sợ độ cao đi.
sau này dần dần qua cái thời gian tập đấy thì mình sẽ mất cái cảm giác sợ độ cao đấy khi tập với cả một chiếc võng như thế. Vâng, thì cô giáo sẽ hướng dẫn từ đầu đến cuối đúng không ạ? Vậy để có thể tập được bộ môn này thì mình phải chuẩn bị những cái dụng cụ gì ạ? Bởi vì em thấy trong clip em mới thấy là có dây nhưng mà em không biết là phải mua dây như thế nào hay ở đâu. Cái đấy thì là mình có không thể tập cái yoga dây đấy tại nhà được và mình phải đến các phòng tập và phải có không gian tập. Thì cái trần cao từ dưới trần nhà xuống mặt sàn ít nhất là cao tầm 3 mét. Và cái bộ tập đấy thì gồm có một sợi dây võng, đó là dây lụa, còn hay được gọi là hammock ấy. Và tiếp theo đấy là sẽ là cái móc treo, dây hoa cúc và cái sợi dây siết để đảm bảo độ an toàn cho người tập. Và cái bộ dây đấy thì nó có trọng lượng là 600 cân cho nên là rất an toàn đối với người tập. Vâng ạ, nhưng mà về một cái không gian phòng thì ít nhất nó phải có diện tích khoảng bao nhiêu mét cái căn phòng đó ấy, thì mình mới có thể treo dây lên và mình có thể thoải mái tập cái bộ môn này ạ. À, cái khoảng cách của một học viên đến một học viên đấy sẽ tầm khoảng tầm 1 mét hoặc là 1,5 mét gì đấy. Là tùy vào cái không gian, nếu không gian đấy nó quá là hẹp chật thì cũng sẽ không thể tập được. Và một cái phòng để cho hướng dẫn học yoga bay thì chỉ nhận tối đa tầm 10 đến 12 học viên. Tại vì là cái bộ môn này thì phải đòi hỏi là người hướng dẫn phải đi theo sát học viên của mình, nên là một lớp tập sẽ không thể để nhiều học viên được. Vâng ạ, thì em thấy là rõ ràng là tập bộ môn này thì mình cũng không thể nào cùng một lúc mà hướng dẫn cho quá nhiều người. Thành ra là mình tập như vậy thì cũng có hiệu quả cao hơn. Như chị Thương Nguyễn này thì không biết là sau 1 tháng chị tập yoga bay thì chị cảm nhận như thế nào về bộ môn này này, và chị cũng nhận được những gì từ bộ môn này? Sau 1 tháng mình tập thì mình thấy cơ thể của mình nó khỏe hơn rất là nhiều. Sau một buổi tập thì tinh thần của mình nó sẽ thoải mái. Trước kia ấy, mình nghĩ rằng là mình rất là sợ độ cao. Mỗi lần mà mình đi lên tầng cao mình nhìn xuống thôi nó đã tim đập rất nhanh và căng thẳng. Nhưng mà sau khi mà Thảo hướng dẫn cho mình ấy, có vài buổi thôi, mình cảm giác mình lên dây mà mình nhìn xuống nó đã rất là khác rồi. Cơ thể của mình khi mà mình nhìn, mình luyện tập xong ấy, cơ thể của mình cảm thấy dẻo dai, cái thể lực của mình tốt hơn rất là nhiều. Đấy là về mặt tinh thần này, về mặt thể chất này, mình đều thấy tốt hơn. Đấy là những cái lợi ích mà có thể trông thấy ngay sau 1 tháng đầu tiên. Nếu mà mình tập một thời gian dài khoảng 1-2 năm đi, thì những lợi ích nào nữa có thể mang lại cho chúng ta sau khi mà chúng ta nhuần nhuyễn bộ môn này và tập nó hàng ngày? Khi mà mình tập thường xuyên cái bộ môn này rồi ấy, thì nó sẽ mang đến cho mình một cái tinh thần rất là thoải mái. Tại vì mỗi một ngày mà mình bỏ ra được 1 tiếng để đi tập yoga thì sau cái buổi tập đấy mình sẽ cảm nhận được luôn là cái buổi tập hôm đấy và cả ngày hôm đấy, kể cả mình đang rất là mệt mỏi nhưng mình có thể thu xếp đến tập được, thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là thư giãn, rất là cảm giác cuộc sống thật là bình yên. Vâng ạ, hai chị hãy đưa một cái lời khuyên nào đấy cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, đặc biệt là những người mà đang thích thử mình với cả yoga. Thật ra thì nhìn thì sẽ là thấy khó đấy, nhưng mà người ta thường bảo là vạn sự khởi đầu nan à, thì mình phải có đến, mình có tự bản thân mình cảm nhận được thì không có cái gì mới đầu sẽ là dễ cả. Thì cứ dần dần khi mới đầu tập ấy thì mình sẽ làm quen dần dần với cả những cái cơn đau đấy, nhưng mà khi cơn đau đấy mình đã cảm nhận quen rồi và sẽ khi mà hết cái cơn đau đấy của mình rồi thì mình sẽ cảm thấy yêu bộ môn này từ lúc nào mà không biết. Chị Hương Nguyễn thì sao ạ? Một người mới tập cũng như là Thảo chia sẻ thì ban đầu khi mà mình đi tập ấy thì nói thật là buổi thứ nhất và buổi thứ hai về cơ thể của mình nó rất là mỏi. Nhưng mà khi đến buổi tập thứ ba ấy, bắt đầu những cái cơ thể của mình nó mềm mại và cái thể lực của mình nó tốt hơn, thì mình cảm thấy là mình khi mà mình tập xong ấy, mình thấy tràn đầy gọi là sức sống với lại là tinh thần của mình rất là tốt. Tại vì là trước khi kia thì mình không nghĩ rằng là mình có thể tập được bộ môn này, tại vì mình thấy nó khá là khó. Với lại là thời gian mà mình bỏ ra ấy, trước thì không có, thì bây giờ mình sắp xếp được thời gian 1 tiếng một ngày thôi mà mình tập. Sau 3 buổi mình đã cải thiện rất là nhiều về sức khỏe, về chế độ ăn uống. Mới 1 tháng thôi mà mình cũng cảm thấy vóc dáng đã khác so với cái thời điểm mà mình chưa tập được. Vâng ạ. Em thấy là như em đã nói với chị Thảo Lê lúc nãy ấy, thì đây là một cái bộ môn mang tên là nghệ thuật thăng bằng. Mình cứ gọi nghe kêu một chút như thế đi. Thì không biết là cái sự thăng bằng có đòi hỏi nhiều ở trong cái bộ môn này hay không, hay là một người bình thường họ không thăng bằng tốt, họ tập xong họ sẽ có sự thăng bằng tốt hơn ạ? Cái gì mình cũng phải có trải nghiệm thì dần dần thì mới đạt được những cái hiệu quả đấy. Tất nhiên là nếu mà mình mới nhìn không thôi thì mình sẽ không cảm nhận được, thì mình phải vào mình luyện tập để xem cái sự thăng bằng đấy nó là cái gì, từ bên trong cơ thể đến ra bên ngoài của mình nó sẽ như thế nào, từ tâm trí của mình đến tinh thần của mình đến vóc dáng của mình.
mình sẽ dần dần mình cảm nhận dần và mình cân bằng lại dần cuộc sống của mình. Tức là cái sự cân bằng ở đây không phải là chỉ là sự thăng bằng ở trên dây, mà đôi khi cân bằng ở đây là sau cái bộ môn này mình sẽ có thể cân bằng trong cuộc sống hơn, cân bằng trong tâm trí, cân bằng trong cảm xúc của mình hơn, đúng không ạ? Vâng ạ, cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay rất là nhiều vì đã chia sẻ một bộ môn mà Mai Phương nghĩ rằng là chưa nhiều người biết, nhưng mà khi chúng ta biết đến nó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị và muốn thử. Bản thân Mai Phương khi mà trò chuyện với hai chị ở đây thì Mai Phương đã muốn thử rồi, và mong rằng là hai chị sẽ quay trở lại với chương trình và chia sẻ thật nhiều thông tin hay hơn về Yoga Bay ạ. Vâng ạ, với phong cách mới lạ và rất độc đáo thì chắc chắn là bộ môn Yoga Bay sẽ trở thành trào lưu hot trong thời gian tới. Nếu với những người mà đam mê những thử thách này, muốn thử sức mình trong một bộ môn mới thì mọi người hãy thử sức với Yoga Bay nhé. Còn bây giờ thì ở phần cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng đến với Let's Go, nào cùng dịch chuyển.